cái áo cardigan hôm trước có vẻ hơi dày với các bạn ở trong miền Nam, nên hôm nay mình sẽ làm về mẫu áo khoác bomber giá rẻ, chất phải vừa phải để ai cũng có thể mặc được nha. Mua hàng còn được tặng khá là nhiều khẩu trang. Áo thì được đặt ở trong túi zip. Hình in ở trên áo thì mình thấy khá là ổn. Ở phía bên tay áo còn được in thêm họa tiết rất là xinh. Các phần bó chun đều co giãn tốt. Tuy nhiên thì vẫn có hơi nhiều chỉ thừa. Chất phải của áo khá dễ chịu và mát. Chất áo này giặt xong mình không thấy có hiện tượng xù. Thu mặc áo này là siêu hợp luôn ý. Đây là một chiếc áo thu đông thích hợp cho mấy bạn không thích mặc áo quá dày và nặng nhưng vẫn muốn đủ ấm. Form áo rất đứng và đẹp. Phần hình in trên áo và hai bên tay áo rõ nét, tuy nhiên phần chung co giãn hơi cứng một chút. Áo thì có hai lớp, một lớp vải dù dày dặn ở bên ngoài để che chắn gió và lớp vải mỏng lót ở bên trong. Ngoài phần túi hai bên thì còn túi nhỏ ở bên trong để các bạn để đồ quan trọng nữa nha. Mình 1m63 chọn size L thì thấy vừa y. Nếu như mà sợ áo dễ bẩn thì có thể chọn màu đen nha. Của áo khoác giá rẻ trên Shopee và cái kết phần 4. Haver Israel Turco Boss. 시주케 서로 높이 지금 사양할게요. Back back off 이대로 좋아요. Balance balance It's me 나예요 다를 거 없이 요즘엔 뭔가요 내 가슴 탐색하는 불빛 Scanner scanner 오늘은 몇 점이 chị làm về áo bomber đi ạ. Ok luôn này, hôm nay thì mình sẽ review 3 mẫu bomber với 3 chất liệu khác nhau luôn nhé. Đầu tiên là một chiếc bomber nhung tâm, đây là mẫu áo mà mình được các bạn yêu cầu review nhiều nhất luôn ấy. Áo được may hai lớp, lớp bên ngoài là chất vải nhung tâm dày dặn, chữ thêu cực kỳ đẹp và sắc nét nha. Có hai màu là màu đen và màu be. Mẫu này có form khá dài và rộng nên các bạn đấm lùn nên cân nhắc nhé. Thứ hai là một chiếc bomber chất vải kaki dày dặn, áo cũng được may hai lớp luôn, chữ thêu nổi bật ở phía đằng trước áo. Áo này thì còn có cả hình thêu của hai bên cánh tay nhé. Có hai màu là màu đen và màu be nha. Cuối cùng là một chiếc áo bomber chất vải dù, áo vẫn được may hai lớp nhưng vì là chất vải dù nên áo khá mỏng và nhẹ, tuy nhiên là áo vẫn có khả năng chắn gió rất là tốt nha. Chữ trên áo là chữ in, áo có đến 3 màu là trắng xanh đen cho mọi người lựa chọn nhé. Sao anh cứ đi loanh quanh, sao anh cứ vắng vắng trong đầu em mãi thế. Như em chưa quen lối về, cho em nắm tay anh đi khỏi lạc đường anh nhé. This way, this way. Cách đi xa ngoài 2 tuần, tóc anh dài cùng lại 2 phân. Mì gói ăn một ngày 2 lần rồi chẳng dám cay nắm mà lên cân. Mùa sáng mưa nhiều mà ngoài ngày sáng chưa chiều. Ngày trôi ngày trôi ngày trôi về tôi mà chẳng trôi là buồn trong lòng anh. Tình đâu có biết được đêm dài khi lòng chẳng thấy nhớ ai. Tình đâu có biết chờ mong hoài khi lòng mình chẳng vẫn thấy. Hai mọi người, mấy bạn nào mà hay kêu mình review áo khoác bomber thì không thể bỏ qua cái clip này của mình đâu đó nha. Trời ơi, tôi mới sống được một cái áo bomber phải nói là đỉnh thiệt sự luôn á mọi người. Sự là cái chất vải của cái áo này nó dày lắm luôn á. Áo này mà mang mùa đông thì khỏi phải bàn cãi luôn á. Chất vải thì dày mà còn đẹp nữa. Mình thấy hình in trên áo cũng rất là sắc nét nha mọi người. Cái áo này không có một cái chỉ dư chỉ thừa gì luôn á. Phía dưới áo thì sẽ có một cái phần bo chun. Áo này form khá là rộng rãi mà form lên lại rất là chuẩn nữa. Hình như là nó còn có màu trắng nữa mọi người. Thiệt sự mấy áo này nha, nhìn rất là đơn giản thôi mà mang siêu ngầu luôn á. Mà mình thấy là phối với cái gì cũng được nữa. Áo này là vải dù nên mọi người có thể mang đi mưa được luôn. Nói chung là nắng mưa, mùa đông, mùa gì mang cũng được hết nên là có gì mọi người tham khảo nha. Mị thế luôn, áo rẻ quá trời. Đợt này mua cho cô em gái cũng là màu xanh như này, nhưng đợt này cô Mị tìm được shop rẻ hơn mà chất lượng thì y như vậy. Một chiếc áo gió bomber mà form to quá trời, áo rẻ mà chất lượng cao quá trời. Mà áo này chống thấm nước nhá, xem này. Cô Mị đổ nước vô mà nó không ngấm cơ. Kiểu này thì là mặc ấm dã man, gió cũng lùa vào được luôn ý. Ta thấy form lại to đúng ý cô Mị. Mị đã thích rồi thì em cô Mị còn thích hơn. Để xuông như thế này hoặc cài vào vô cho nó ấm. Chất áo gió có hai lớp nên mặc khá là ok. Phần chữ thì trông cũng khá xịn sò, phần cúc bấm áo cũng xịn sò nữa. Cô Mị xui rồi, trước mua áo hơn 200, giờ áo này có hơn 100 xí. Mọi người nhìn kỹ đằng sau này, xịn sò không? Mặc áo gió kiểu này thì gió cũng lùa vào được. Kết hợp với một áo len trong thì ấm vô cùng. Áo rẻ như thế này không mua thì phí ơi là phí thật sự đấy. Đúng chưa nào? Cùng Mị xem đây là cái ảnh. Nhìn kỹ cho cô Mị, đây là ảnh thật shop ý chụp mà khi nhận về không còn lời nào để diễn tả. Trời ơi, Mị không ngờ là chất áo này lại có thể dày dặn đến như vậy, lại có một lớp lót bên trong, cầm vào thì khá là chắc tay, form to phải 65 kg đổ xuống mặc vừa mà không có chút chỉ thừa nào luôn. Mặc lên thì form đúng ý cô Mị luôn, form chuẩn chất đẹp y như shop ý chụp. Kiểu áo khoác bomber thế này dễ mặc lắm, mấy bà mà có em bé mỡ này, bắp tay to thì mặc được, có thể cài cúc vào hoặc là bỏ suông ra như cô Mị cũng được. Có nhiều màu nhưng mà cô Mị lại chọn màu xanh như thế này, tuyệt đúng không? Với em chỉ là thằng bạn thân. Phúc tây cùng lá cây, nó chỉ làm em quá cao để xuống đây. Anh chỉ mơ như đắm say, đắm say. Em còn không muốn nắm tay, nắm tay. Nói anh nghe chuyện. Ok
Ok thì lần trước mình cũng làm áo khoác dày rồi, nhưng mà mọi người bảo là mặc màu trắng dễ bẩn lắm, nên lần này mình mua áo phao đen luôn cho cẩn thận. Em này làm bằng chất da chứ không phải là kiểu vải đâu nha. Thì nếu lỡ có bị dính bẩn lên thì cũng cực kỳ dễ để lau chùi luôn. Khóa kéo chắc chắn và mượt mà. Ống tay thì có bao chun đi đường không sợ bị gió lùa nha. Em này mình order shop quốc tế tầm 10 ngày là đến nơi rồi. Mọi người vào mà thấy một lượt mua thì đấy chính là mình nha. Mình từng mua ở shop này rất nhiều rồi, nên kể cả chưa có lượt bán thì mình vẫn tự tin mua luôn. Bên trong áo thì chỉ có bông thôi chứ không có lông vũ hay gì đâu nha. Nhưng mình thấy vẫn đầy đủ tiêu chí là không quá nặng và ấm là được. Điều trừ duy nhất là lúc đầu sẽ thấy mùi da hơi nồng một xíu, nhưng mà mặc lên vẫn xinh và siêu dễ phối đồ luôn. Mọi người muốn mặc trùm mông như mình thì nhớ chọn size thật to vào nha. Chuyên mục bóc gì tặng đấy, mùa đông thì cũng đang đến rồi. Mình sẽ tặng hai chiếc áo khoác này cho hai bạn có comment ấn tượng nhất về chủ đề tình yêu nha. Đầu tiên sẽ là em áo bomber phối da chưa đến một lét luôn. Màu đen này thì dễ phối đồ, mặc gì cũng hợp ý. Tiếp theo là một siêu phẩm lông lá màu trắng tinh khôi, ở trong có lớp vải lót siêu ấm luôn. Hình trên áo là hình thêu có bao chun ở ống tay nữa. Trời ơi, đã giống cô bé mùa đông chưa nào? Yên tâm là phần lông rất là chắc chắn không bị rụng đâu nha. Nói chung là ưng cái bụng lắm rồi đấy.